luôn bên cạnh chúng ta mỗi lúc đói là tô mì gói. Đồng hành thâu đêm những lúc bóng đá là tô mì gói. Lựa chọn xuyên suốt những lúc không khó là tô mì gói. Mùa dịch Covid có món cứu đói là tô mì gói. Nếu không thèm ăn nước làm mì trộn cũng phê. Bỏ ra thêm hành ta có về mì xào đỉnh ghê. Nếu có răng thì ăn sống rộp 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 quá phê. Bắt bếp lên rồi chiên trứng bò vào mì quá tê. Muốn nói một câu là yêu mì gói dạ. Yêu mì gói dạ. Đồng hành thâu đêm những lúc bóng đá là tô mì gói. Lựa chọn xuyên suốt những lúc không khó là tô mì gói. Mùa dịch Covid có món cứu đói là tô mì gói. Nếu không thèm ăn nước làm mì trộn cũng phê. Bỏ ra thêm hành ta có về mì xào đỉnh ghê. Nếu có răng thì ăn sống rộp 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 quá phê. Bắt bếp lên rồi chiên trứng bò vào mì quá tê. Muốn nói một câu là yêu mì gói dạ. Yêu mì gói dạ. Luôn bên cạnh anh những lúc không khó chỉ có mì gói.